các bác đang có hơn 100 triệu, chắc các bác không nghĩ đến cái dòng xe này đâu đấy nhỉ. Vâng, bởi vì con xe này nó ok như này cơ mà, và nó hiện đại như này cơ mà, form dáng thì đẹp, trang bị hiện đại, chạy sướng các bác nhá, và là 7 chỗ số tự động gầm cao luôn, bản đủ luôn. Đây các bác nhìn xem này, nó có cả cửa sổ trời toàn cảnh này, hai cửa sổ trời luôn. Và con này của em là một chiếc xe đẹp, cho nên là các bác nhìn này, ghế nhá, ghế ngồi rất ít đấy, ghế mới chưa, đi ít ngồi ít các bác nhá. Đấy, ghế lái nữa này, ghế này là các bác đánh giá cho em là được dễ dàng nhất đây. Đấy, ghế lái nó còn được như vậy cơ mà. Vô lăng đây, vô lăng đẹp chưa, và tích hợp rất nhiều phím điều khiển được làm ở hai bên. Đấy, tổ phím ga tự động này, rồi điều khiển âm thanh này, vô lăng 4 chấu tự thiên toàn nằm ở giữa các bác nhá. Đề khóa thông minh, start stop đầy đủ này, và vẫn hai chìa khóa luôn, chiếc xe vẫn còn hai chìa khóa nguyên zin đây. Đấy, cần số tự động luôn nhá, đây này. Rồi điều hòa auto đây, nóng lạnh các thứ đầy đủ. Màn hình giải trí cỡ lớn loại to, có cam hành trình, đăng kiểm tháng 4 năm 24. Đấy, tháng 6 năm 24 các bác nhá. Túi khí an toàn nằm ở khắp nơi xung quanh xe. Đấy. Đây nhá, em đang quay cho mình. Chiếc xe nó đẹp như thế này cơ mà. Nó chất như thế này luôn cơ mà. Đúng không ạ? Vâng, rất mới các bác nhá. Tổng thành chiếc xe vẫn còn khá mới luôn. Từ những vị trí này như thế này, ốc nhái thì các bác nhìn xem chưa vặn vọ, và khóa cửa xe vẫn còn sáng quắc như vậy. Sàn da lót thảm ở trên nữa rồi các bác nhá. Tắp đi tắp nô xe, các bác nhìn xem mới chưa. Đấy, nội thất tông màu đen, bên ngoài là màu ghi các bác nhá. Keo chỉ của xe là vẫn còn đấy, keo chỉ vẫn còn zin, và củ máy củ số của xe là vẫn còn các bác nhá, vẫn còn zin. Đấy, đấy là một điều rất tuyệt vời, vừa đẹp vừa zin, độ nguyên bản cao và giá thì vô cùng hợp lý, đúng không ạ? Các bác đã mua được chiếc xe ok như thế này rồi, 7 chỗ nhá. Và đây là hàng ghế thứ hai. Đây các bác nhìn xem, ghế da mới chưa? Ghế da theo xe luôn đấy ạ. Đấy, gập cái ghế này này thì các bác mình có thể nhìn thấy cái hàng ghế phía sau. Hàng ghế này thì mình có thể nâng lên nhá. Đây. Em nâng lên cho mình này. Đấy, nâng lên như thế này nhá. Cái này là phủ táp nô nhá. Cái này dùng để phủ táp nô này nhá, phủ táp nô. Đấy. Ghế da đằng sau gần như là không có người ngồi mấy, cho nên là rất mới luôn. Đấy, và chiếc xe thiết kế có hai dàn điều hòa, một dàn thì có công tắc nằm ở đây nhá, đây. Đấy, một dàn nữa thì nằm ở trên, một dàn nằm ở dưới các bác nhá. Đấy. Chiếc xe Kia Sorento các bác ạ. Vâng. Máy xăng 7 chỗ, máy xăng của xe này là máy xăng 2.3 các bác nhá, 2.3. Đấy, số tự động gầm cao là 7 chỗ đây. Mẫu xe đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Đấy, nhập khẩu thì các bác biết rồi, rất là bền. Dòng xe nhập khẩu rất là bền và chạy thì nó sẽ sướng hơn xe Việt Nam các bác nhá. Dòng này thì giới thiệu với các bác là bên em còn một con màu đen nữa giống con này, và đời cao đấy ạ. Đời cao thì em đang có như là đời 16, đời 17, đời 18 thôi nhá. Đấy, dòng này đợt này bên em về rất là nhiều luôn. Đấy, bác nào mà tìm những mẫu xe Sorento thì đến em, rất nhiều xe cho mình lựa chọn luôn ạ. Vâng, ok nhá. Xe thì các bác yên tâm rồi, bên em bán cho mình là bên em đều có chế độ bảo hành cho mình để mình yên tâm khi đến mua xe bên em các bác nhá. Xe chất lượng đảm bảo. Đấy, pháp lý xe được đảm bảo. Đấy, rồi về hình thức mọi thứ của xe cũng là phải những xe phải ok các bác nhá, phải đập bằng ngon này. Đây nhá, có camera đùi này. Đấy, cốp sau đây mở ra rất là to, cũng sau này con này vừa chở người vừa chở hàng các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Lốp của xe vẫn còn dày, nan lốp vành đĩa vành ABS. Đấy, vành ABS nó sẽ có cái chức năng đấy là nó chống bó cứng an toàn cho mình sử dụng các bác nhá. Đấy, lòng vách cửa xe rất là mới luôn, thân vỏ khung gầm của xe rất đẹp nhá, gầm của xe rất là sáng luôn các bạn, không có cái hiện tượng là bị mục mọt gì. Em đã kiểm tra hết rồi, chính bản thân em kiểm tra luôn các bác nhá. Cột kèo có thứ xe là vẫn còn zin, về vấn đề là đơn đụng ngập nước là không có nhá. Đây các bạn nhìn xem, ốc nhái của xe đẹp như thế này luôn cơ mà. Đấy, các bạn nhìn này, đẹp chưa. Đấy, ghế da đây, đẹp chưa. Đấy, chỗ này có cửa gió điều hòa nữa nhá, xe có 3 vùng điều hòa luôn. Đấy, các bác thấy chiếc xe này thế nào ạ? Các bác đang ngồi xem, rảnh tay nhấn cho em xin những cái phát like, phát tim, phát chia sẻ. Và bác nào mà có cảm nhận gì thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Đây là phần cánh cửa mà em quay kỹ cho mình. Đấy, da đẹp chưa, bởi vì cầm lắm vào đây ít mà, cầm nắm vào những vị trí này ít, cho nên là da của xe nó chưa hề bị xấu nhá. Da là da zin nhá, da zin. Ở chỗ này có gương kính điều chỉnh điện, có cục gương, có mở xăng, loa đây. Đấy, chiếc xe có thiết kế là hai cầu điện nhá,
mình không thích đi hai cầu, mình tháo một cầu ra cũng được, ok luôn. Đấy, trang bị thì có ghế điện này các bạn này, có ghế điện chưa? Rất hiện đại đúng không ạ? Và tem của xe vẫn còn nguyên nhá. Đấy, khóa của xe vẫn đẹp nguyên đây. Đấy, con xe được sản xuất năm 2010 mà nó đẹp như kiểu những chiếc xe đời cao đắt giá nhiều tiền luôn đúng không ạ? Đẹp như vậy đấy ạ. Ở bên ngoài đây thì có nút bấm để mình mở cửa và mình khóa cửa, chốt cửa các bạn nhá. Đấy, kính của xe dán hết rồi. Đấy, có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Đấy, đèn của xe thì còn rất là mới đây, cặp đèn pha rất mới, cặp đèn hậu cũng vậy rất mới nhá. Và có bi cầu nha, siêu sáng luôn các bạn, siêu sáng luôn. Sơn xi động bóng mượt cả con, sơn xi bóng mượt cả xe các bạn nhá. Mua về không cần phải làm bất cứ gì cả, cứ thế đổ xăng mình đi thôi. Nhiên liệu dưới 10 lít trên 100 km các bạn nhá. Mình đi đường phố thì nó ít, à đi đường phố thì nó nhiều, đi đường trường nó sẽ ít hơn các bạn nhá. Đấy, được chưa? Quay rất gần và chi tiết như này cho mình xem rồi đây này. Liên hệ sớm đi Quang ơi, để bên em chốt giá rẻ, chốt giá yêu, chốt giá tốt nhất. Mình vào việc ngay, vào việc nhanh luôn các bạn nhá. Đấy, thanh giá lóc các thứ đầy đủ hết các bạn. Đấy, con này biển Hải Phòng, bên em có hỗ trợ làm rút hồ sơ sang tên cho mình, và có hỗ trợ ship xe cho mình toàn quốc các bạn nhá. Đấy, vâng. Và bên em có đổi xe nhá, có thu mua lại tất cả các loại xe mà mình không yêu cầu sửa chữa, giá tốt nhất các bạn nhá. Xe nào cũng mua. Vâng, và các bác mua những chiếc xe bên em về mình đi chán mình bán lại thì cứ trừ một ít là bên em sẽ nhập lại thôi các bác nhé. Số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện bên kia là 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương nhé. Đây em đang chốt con Tucson lên cho vị khách bên Nam Định này. Đấy, đang chốt rồi, chốt xong rồi các bạn. Hôm nay chốt hai con Tucson đời cao, đời cũng là vừa vừa nhưng mà nó là dòng cao các bác nhé. Đấy, các bác cần xem thêm gì cứ kết bạn nhắn tin Zalo cho bên em nhá. Nhắn tin bên em, alo cho bên em, đừng ngại các bác nhá.